Trong hai ngày nay, Việt Nam Hôm Nay đã liên tục đưa tin về kết quả quan trắc của Bộ Tài nguyên Môi trường về nước, không khí, đất tại khu vực xảy ra vụ cháy công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Với đồ họa sau đây của chúng tôi, có thể là sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn về những khu vực chịu ảnh hưởng sau vụ cháy và mức độ ảnh hưởng ra sao. Theo số liệu báo cáo của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, khối lượng thủy ngân đã phát tán ra ngoài môi trường là khoảng 15,1 kg, theo số liệu tính toán của các nhà khoa học là khoảng 27,2 kg. Qua đó, cho thấy khối lượng thủy ngân đã phát tán ra ngoài môi trường khoảng từ 15,1 kg đến 27,2 kg sau sự cố cháy nổ này. Bộ Tài nguyên Môi trường lấy mẫu trong không khí tại 4 vị trí. Vị trí thứ nhất là nhà kho nhà máy Rạng Đông, nơi xảy ra vụ cháy. Vị trí thứ hai cách hàng rào kho bị cháy theo hướng gió 200m. Vị trí thứ ba cách 500m. Và vị trí thứ tư cách 1.000m. Kết quả thủy ngân trong không khí tại nhà kho Rạng Đông, nơi bị cháy, có giá trị thủy ngân vượt ngưỡng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới từ 10 đến 30 lần, là ngưỡng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người. Tại điểm cách vị trí hàng rào kho bị cháy 200m, có giá trị thủy ngân trong ngưỡng không an toàn với sức khỏe con người. Về thủy ngân trong nước mặt, có 2 trên 9 điểm quan trắc ngoài khoảng khuyến cáo ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đó là điểm ở hồ Hạ Đình và trên sông Tô Lịch, cách cống xả gom nước thải của công ty 1,5 km. Kết quả quan trắc cũng cho thấy có 12 trên 13 mẫu trầm tích bùn đáy có giá trị thủy ngân vượt quy chuẩn Việt Nam tại điểm quan trắc sông Tô Lịch đến 6,1 lần. Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận phạm vi vùng có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân sống trong khoảng bán kính 500m tính từ hàng rào của kho sản phẩm bị cháy ra xung quanh. Sẽ khám sức khỏe miễn phí cho người dân sống gần nhà máy Rạng Đông và cụ thể là người dân sống trong bán kính 500m tính từ công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp chiều qua với các đơn vị liên quan. Và trong sáng nay thì Sở Y tế Hà Nội đã lập tức triển khai thực hiện. Trong sáng nay, người dân đến khám vẫn còn thưa thớt. Đợt khám này sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 12 tháng 9. 5 kiếp trực bao gồm các bác sĩ, y tá của hai phường Thanh Xuân Trung và Hạ Đình sẽ tiến hành đo huyết áp, phân loại và lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người dân trong khu vực có nguy cơ. Các trường hợp có dấu hiệu nặng sẽ được chuyển lên tuyến trên. Tại đây, người dân cũng được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và môi trường sống.